Vận chuyển trái cây sang Nhật bằng đường hàng không có đắt không? Vận chuyển trái cây sang Nhật bằng đường hàng không là phương pháp phổ biến để các nông sản cũng như là trái cây từ các nước khác được nhập khẩu vào Nhật Bản. Tuy nhiên thì việc đánh giá là đắt hay là rẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhật Bản là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới với nhu cầu cao về trái cây và nông sản chất lượng cao. Và đường hàng không là phương tiện vận chuyển nhanh chóng cũng như là hiệu quả để các nông sản đến Nhật Bản và giúp giữ được chất lượng sản phẩm và thời gian từ khi thu hoạch đến khi tiêu thụ nó ngắn hơn. Tuy nhiên thì đối với vận chuyển trái cây bằng đường hàng không, các yếu tố về chi phí, về thời gian, về cách thức đóng gói và bảo quản nó sẽ ảnh hưởng đến sự đắt hay rẻ trong cái phương thức này. Ví dụ như chi phí vận chuyển bằng đường hàng không, nó có thể đắt hơn so với các phương thức vận chuyển bằng đường biển hoặc là đường bộ. Ngoài ra thì cách đóng gói và bảo quản cũng phải đảm bảo để cho sản phẩm không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Nói tóm lại thì là vận chuyển trái cây sang Nhật bằng đường hàng không là một trong những phương thức vận chuyển và phổ biến. Tuy nhiên cần phải cân nhắc các yếu tố liên quan đến chi phí, thời gian, cách thức đóng gói để xem cái phương thức này nó có phù hợp hay là không. Nếu như bạn muốn xuất trái cây sang Nhật thì Thấm nghĩ là nên cần hỗ trợ bởi bộ phận vận chuyển uy tín để bắt được các thông số về nhiệt độ, về độ thông gió, về cách đóng gói cũng như là đảm bảo được cái độ tươi lâu của trái cây. Và thời gian vận chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản là khoảng 3 ngày bằng đường bay.